Xin chào bạn, quay trở lại xe đời sống trường VN. Thì hiện tại mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt xe mới của Harley Davidson. Và mẫu xe của ngày hôm nay đó chính là chiếc Pan America, mẫu Adventure đầu tiên tới từ thương hiệu của Harley. Trước hết thì chúng ta hãy nói qua về ngoại hình bên ngoài của chiếc xe này. Các bạn có thể nhìn thấy thì Pan America có một ngoại hình tương đối là đồ sộ. Có thể nói rằng đây còn là một trong những nét đặc trưng của các mẫu xe tới từ thương hiệu của Harley. Ra tới phía phần đầu xe, các bạn có thể nhìn thấy thì phần ốp đầu đèn và phần đầu đèn có một thiết kế tương đối giống với cả chiếc Roadline của Harley. Hệ thống đèn pha này là hệ thống đèn pha LED chiếu sáng thích ứng theo góc cua. Và bên trên đầu đèn sẽ là một tấm kính chắn gió có thể tùy chỉnh được theo tư thế ngồi của người điều khiển. Ra tới phía phần thân xe, các bạn sẽ nhìn thấy là một bình xăng dung tích là hơn 20 lít. Bình xăng này sẽ có một logo của Harley ở đây. Và hai bên bình xăng được thiết kế lõm vào. Mình nghĩ rằng phần thiết kế này sẽ giúp việc kẹp hai chân vào bình xăng trong quá trình di chuyển được chắc chắn hơn. Và bình xăng này thì có mang một chút phong cách thiết kế giống như chiếc Cruiser tới từ thương hiệu Harley. Phía bên dưới là khối động cơ Revolution Max 1250. Khối động cơ này là một khối động cơ hoàn toàn mới, có dung tích là 1252cc, điều AC van biến thiên, làm mát bằng dung dịch. Đặc biệt là khối động cơ này, một phần của khối động cơ sẽ làm chịu tác dụng yếu tố chịu lực của chiếc xe. Khối động cơ này thì cho ra công suất tối đa là 150 mã lực và moment xoắn cực đại là 127 Nm thông qua hộp số 6 cấp. Khung phụ phía sau là dạng mắt cáo. Hệ thống treo ở trên phiên bản đặc biệt này thì là hệ thống treo của Showa. Đối với phiên bản đặc biệt này sẽ được trang bị hệ thống treo bán điện tử thích ứng, tức là chiều cao yên sẽ tự động điều chỉnh từ 890mm xuống 840mm khi mà các bạn dừng đỗ xe. Còn trong quá trình di chuyển thì các bạn sẽ ở chiều cao yên là mức 890mm để người dùng có thể theo dõi bao quát được tình trạng xung quanh, giao thông ở phía trước cũng như là vượt địa hình một cách dễ dàng hơn. Về hệ thống phanh ở trên xe, phanh trước là kẹp phanh 4 piston đi kèm với đĩa là 320mm. Còn phanh sau là heo 1 piston đi kèm với cả đĩa là đường kính 280mm. Về công nghệ ở trên chiếc xe này thì đầu tiên phải nói đến nó là một bản màn hình TFT cảm ứng kích thước 6,8 inch. Và trên màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của chiếc xe. Và màn hình này có thể kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth. Và tính năng điều hướng cũng sẽ hiển thị ở trên màn hình. Ngoài ra thì ở trên xe cũng có nhiều công nghệ như là ga điện tử với 5 chế độ lái tiêu chuẩn. Và ở trên phiên bản đặc biệt này có thêm 2 tùy chọn về chế độ lái. Bên cạnh đó thì cũng có hệ thống ABS cornering kiểm soát lực kéo trong cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Và đặc biệt đó là hệ thống cruise control giữ ga tự động, để biến chiếc Pan America này thành một mẫu xe hiện đại nhất trong các dòng xe của Harley Davidson. Trên phiên bản đặc biệt của Pan America sẽ được trang bị một cặp vành căm với kích thước phía trước là 19 inch, phía sau là 17 inch và đi kèm với cặp lốp địa hình của Michelin không xăm. Chiều cao yên của xe là tiêu chuẩn là 890mm và trọng lượng ướt của phiên bản đặc biệt này là 248kg. Ngoài ra thì trên chiếc xe này sẽ được trang bị sẵn nhiều option như chống đổ này, bảo vệ két nước, bảo vệ tay lái. Và cùng với đó là 3 thùng hành lý ở phía sau. Hiện tại thì Pan America đang được bán với mức giá là 839 triệu đồng ở mức giá thấp nhất, đi kèm với các màu như là màu đen, màu xám, màu xanh, màu cam pha cả trắng. Đó tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu nhanh cho các bạn trong video của Xe Đời Sống ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của xe đời sống.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.